Trong số các phim Việt ra mắt màn ảnh rộng dịp cuối năm 2023 này, Quỷ Cầu là bộ phim có khâu marketing trầm tính hơn cả. Tuy quy tụ một dàn diễn viên chất lượng nhưng Quỷ Cầu lại không đẩy quá nhiều nội dung lên mạng để thu hút tương tác, cũng không có mấy người thảo luận về phim trong giai đoạn tiền phát sóng. Mặc dù là vậy nhưng sau buổi họp báo kết hợp với premiere vào tối 20 tháng 12, phim lại nhận được những phản ứng tích cực từ giới truyền thông và các khách mời. Vậy ở Quỷ Cầu có gì đặc biệt? Cùng Trạm tìm hiểu nhé! Kịch bản trọn vẹn, có chiều sâu, khai thác hiệu quả yếu tố văn hóa dân gian. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về loài chó trắng mũi đỏ, chó đội nón mê, Quỷ Cầu lồng ghép thêm thông điệp về nhân tính, về nghiệp báo, về yêu thương động vật để viết nên một bộ phim hoàn chỉnh. Chuyện phim bắt đầu khi người chủ của một gia đình chuyên làm nghề mổ thịt chó bất ngờ qua đời. Sau cái chết bí ẩn của ông, những chuyện kỳ lạ, quỷ dị bắt đầu xảy đến với người trong gia đình, kèm theo đó là lời cảnh báo về chú chó trắng mũi đỏ được nuôi để trông nhà. Cái hay của Quỷ Cầu nằm ở phần kịch bản có bố cục rõ ràng, các sự kiện diễn biến tuần tự có logic. Nhờ vượt qua khâu kiểm duyệt mà không bị cắt bất kỳ cảnh nào cho nên mạch phim khá mượt. Mặc dù là phim ma nhưng yếu tố tâm lý, những mâu thuẫn giữa người với người được tập trung khắc họa kỹ càng, có tình tiết ẩn gây bất ngờ, có thông điệp thực tế, liên hệ được với cuộc sống chứ không chỉ đơn thuần là hù dọa khán giả. Một ưu điểm nữa chính là các chi tiết bí ẩn trong phim đều có lời giải thích rõ ràng, hợp lý, không khiến người xem cảm thấy chưng hửng, khó hiểu khi phim kết thúc. Bên cạnh đó, phần thoại của các nhân vật đều tự nhiên, dùng những ngôn ngữ nói gần gũi, dân dã chứ không hề bị kịch. Đài từ của diễn viên dễ nghe nên giúp trải nghiệm xem phim thoải mái, chân thực hơn. Một điểm sáng nữa của phần kịch bản đó là bảo toàn được chất tâm linh của một bộ phim ma. Phim không kết thúc theo kiểu tất cả chỉ là một giấc mơ, hai nhân vật bị bệnh tâm lý, bị hoang tưởng, mà thật sự có sự tồn tại của hồn ma trong phim. Thêm vào đó, việc khai thác truyền thuyết dân gian của chính Việt Nam cũng là một ý tưởng hay ho và hiệu quả về nhiều mặt. Đầu tiên là giúp khán giả Việt biết thêm và khuyến khích họ tìm hiểu thêm về những nét đặc sắc trong văn hóa của nước nhà. Thứ hai là giúp khai sinh ra một hệ thống linh dị riêng cho nền điện ảnh Việt Nam. Chúng ta từng thấy các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước Âu Mỹ khai thác và quảng bá rất tốt về các truyền thuyết của riêng họ. Với Quỷ Cầu, có thể thấy được nỗ lực của các nhà làm phim Việt trong việc làm sống dậy văn hóa dân gian Việt Nam, dùng chính những nhân vật linh dị của riêng đất nước chúng ta để tạo nên một thương hiệu riêng như các quốc gia khác đã và đang làm, chứ không cố Việt hóa những hình tượng vốn không phù hợp với văn hóa bản địa. Giám đốc sản xuất Võ Thanh Hòa tiết lộ, Quỷ Cầu chỉ là truyền thuyết đầu tiên được mang lên màn ảnh rộng, anh và các anh em của mình vẫn còn ấp ủ truyền thể thêm nhiều truyền thuyết dân gian Việt Nam nữa. Bởi vậy, khán giả hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự mở rộng của vũ trụ linh dị Việt Nam trong tương lai sắp tới. Diễn viên thể hiện tròn vai, Quỷ Cầu quy tụ dàn diễn viên từ cả hai miền Nam, Bắc, vừa có lứa diễn viên gạo cội lẫn lứa diễn viên trẻ, nhưng điểm chung của họ là đều thể hiện tốt nhân vật của mình. Không có diễn viên nào bị xem là lỗ hổng diễn xuất. Kể cả Mi Eco nàng DJ vừa lấn sân sang nghiệp diễn chưa lâu, cũng đã có màn hóa thân đầy tự nhiên và thuyết phục trong vai Xuân. Vào vai Nam, Quang Tuấn tiếp tục phát huy sở trường của mình với dòng phim kinh dị khi dẫn dắt khán giả qua đủ cung bậc cảm xúc. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân và các diễn viên kỳ cựu của nền phim ảnh Việt là Vân Dung, Quốc Quân, Đào Anh Tuấn, Kiến An đều cho thấy phong độ diễn xuất ổn định, tỏa sáng trong mọi phân cảnh mà họ xuất hiện. Nhân tố để lại nhiều bất ngờ nhất trong dàn cast có lẽ chính là Nam Thư, trong vai Thím Liễu. Có thể nói, khán giả không hề tìm thấy bóng dáng của Nam Thư trong nhân vật Liễu. Mọi biểu cảm, lời thoại và hành động, cử chỉ của nữ diễn viên trên phim đều hết sức chân thực, thuyết phục. Đặc biệt, cảnh Thím Liễu và bà Nga cãi nhau ở gần cuối phim là phân cảnh đặc sắc nhất, cao trào nhất và gây ấn tượng nhất của Nam Thư. Về tổng thể, các diễn viên đã thành công thổi hồn cho nhân vật của mình, cũng như cho thấy những màn phối hợp đầy ăn ý. Qua đó, hình ảnh một gia đình bất ổn và từng cá nhân với những nét tính cách riêng biệt đều hiện lên một cách sống động, gần gũi mà không hề gượng gạo, chật nhịp với nhau. Quay dựng chỉnh chu. Một điểm ấn tượng khác của Quỷ Cầu nằm ở phần quay, dựng phim. Đây là bộ phim đầu tay của Lưu Thành Luân trong vai trò đạo diễn. Trước đó, anh từng đảm nhiệm vai trò dựng phim cho nhiều dự án phim ảnh khác. Có lẽ xuất thân từ vị trí dựng phim nên khi đảm nhiệm vị trí đạo diễn, Lưu Thành Luân đã cho ra một thành phẩm chỉnh chu với các góc quay đẹp mắt, chuyển cảnh mượt mà, sắp xếp bố cục trong các phân cảnh gọn gàng, vừa đủ để thể hiện những nội dung, ẩn ý cần nhắm tới. Xuyên suốt bộ phim, Quỷ Cầu vừa cho thấy được vẻ đẹp từ khung cảnh thôn quê, vừa thể hiện được sự giản dị, mộc mạc từ những sinh hoạt thường nhật của người dân, vừa đảm bảo được bầu không khí quỷ dị, rùng rợn của một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, tâm linh.
là một tác phẩm đã vượt qua kiểm duyệt và được giữ lại 100% cảnh quay. Độ kinh dị về mặt thị giác của Quỷ Cầu không hề nặng đô. Đối với các fan cứng của dòng phim kinh dị thì có lẽ Quỷ Cầu còn được xếp vào hàng nhẹ nhàng, dễ xem nữa. Tuy vậy, đó cũng là một điểm hay của phim, bởi không lợi dụng những hình ảnh đánh mạnh vào thị giác để khiến người xem sợ hãi, mà tiết chế một cách vừa phải, đủ để chúng ta hiểu và tự mường tượng, trong khi vẫn duy trì được tính thẩm mỹ của cảnh quay. Điểm trừ về kỹ xảo. Một điểm trừ không lớn nhưng cũng không hề nhỏ của Quỷ Cầu, cũng như của nhiều phim Việt khác, đó là các hiệu ứng trên kỹ xảo đặc biệt thiếu tính chân thật. Quỷ Cầu sử dụng kỹ xảo cho các phân cảnh ma chó, nhưng vì điểm yếu trong khâu dựng hình kỹ xảo, mà thành quả đưa ra không những không đáng sợ mà còn tạo cảm giác giống phim hoạt hình. Bởi hình ảnh chó đội nón mê là chủ đề chính, là hình tượng linh dị chủ yếu của bộ phim, đảm nhiệm trọng trách, gieo rắc sự sợ hãi cho khán giả nên việc kỹ xảo trông giả chân là một khuyết điểm lớn. Tuy nhiên, trừ phần kỹ xảo ra thì tất cả các khâu còn lại đều tốt nên khuyết điểm này, tuy lớn nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều vào trải nghiệm của người xem. Nhìn chung, Quỷ Cầu tốt hơn mong đợi rất nhiều. Từ nội dung kịch bản, diễn xuất, quay dựng đến thông điệp truyền tải đều có sự đầu tư kỹ càng, chỉn chu, từ đó mà thành phẩm mang lại là một bộ phim có chiều sâu, mang đậm bản sắc dân tộc. Mặc dù vẫn còn điểm yếu về kỹ xảo, nhưng Quỷ Cầu vẫn là một bộ phim xứng đáng được khán giả ủng hộ. Hãy cùng theo dõi Trạm Giải Trí và Trạm Phim Review để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé!